はい、頑張ってね。頑張ってね。よっ。おっ。そうそうそうそうそう。わあ、すごい。すごいね。頑張ってね、ふみちゃん。ああ。頑張って。すごいね。うわ、すごい。うん。ハミヤ。お。ムガハム。ああ。ええ。わお。おいよ。ロガンハム。ロガンハミ。お。sáng sớm mà thơm gì vậy ta? うん。ハミヤ。お、sáng sớm mà vui vẻ nha。sáng sớm mà vui vẻ mới được chứ。làm ăn mới có tiền chứ。nha hôm đi chờ à ô sáng sớm mới cười tươi em mới làm ăn có tiền nữa chứ không ô à mình sáng sớm mình phải vui vẻ mới được nha hôm đi thức dậy mình phải cười liền ha cho cuộc đời nó vui ha ngủ tới 9 giờ mới thức trước khi ngủ thì quậy tại chân á nè chân nữa nè trời ơi thấy cưng cái chân của em mà thấy cưng dữ vậy không y ờ 3 tháng mấy ngày ra để xem lại coi hôm nay là ngày 29 là hôm 95 ngày 3 tháng 5 ngày này. Đây là cuốn sổ giống như nhật ký của Homi. Mỗi ngày mẹ của Homi đều ghi chép cẩn thận đàng hoàng. Ví dụ như mỗi ngày có sự kiện gì đó, hoặc là cho bú bao nhiêu, hoặc là Homi ngủ bao nhiêu, đi tiểu mấy lần, đều ghi chú là cẩn thận từng ngày luôn nè mọi người. Từ khi mà Homi mới sinh ra mẹ của Homi rất là cẩn thận. Đây, từ ngày Homi mới sinh ra được một ngày, Homi sinh ngày 26 tháng 10, ở đây bắt đầu ghi từ ngày 27 tháng 10, ghi mỗi ngày, ngày nào cũng ghi cả. Đi rồi ghi đến ngày hôm nay là ngày 29 tháng 1, là được Homi được 95 ngày nè. Ghi như là cho bú mà cũng ghi rõ ràng là bú bên trái bên phải, bú bên trái được mấy phút, bên phải mấy phút, và khoảng thời gian bú cách nhau là bao nhiêu. Mẹ của Homi rất là cẩn thận về cái vấn đề này. Là cuốn Baby Diary for Baby's First Year. Đây, hình của bà mới sanh đây. Hmm.
vui vẻ vậy ta. Ôi, ôi, Joshua. Đi ha, chậm lên trước nha. Cái trứng thơm á. Kỳ vậy. Hẹn gặp lại nha.